Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái cây thuốc quý hiếm ở rừng Tây Yên Tử. Đấy, rừng phía Tây của chùa Yên Tử. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây thuốc đó. Và đó là một cái cây thuốc rất là quý và người ta săn lùng rất là nhiều. Và trước đây thì cũng còn vài ba cây to, rất là to, nhưng mà do làm được thuốc nên người ta khai thác, người ta đào rễ rồi lột vo, rồi lấy lột vo lột mo của nó và lấy cả cây. Thế cho bây giờ là nó hết đi mất rồi. Mà thời ngày xưa mình còn nhỏ đi chăn trâu thì mình có đào được một cây về vườn mình trồng, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng xem nha. Đấy. Chào các bạn, là trên đường mình lên vườn thì mình thấy một con rắn này. Đây. Đây một con rắn ráo các bạn. Đây là một loài rắn ráo này. Đây là một con rắn ráo. Loài rắn này nó không độc nha các bạn. Đấy. Mình bắt được thôi để giới thiệu cho các bạn thôi chứ mình không không thịt con rắn này, và bây giờ mình sẽ mang đi phóng sinh nó nha. Ok, đây là một cái rừng tràm, mình sẽ thả nó vào cái rừng tràm này nha. Đấy, mình sẽ thả nó vào cái con rắn đây, mình sẽ thả nó để phóng sinh đấy nha. Và mình sẽ không thịt rắn, là mình ít khi sát sinh những con vật như thế này lắm, nên là đây là một cái loài vật dễ rất gần gũi với con người và mình sẽ phóng sinh đấy nha. À, sợ quá chạy rồi các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi giới thiệu các bạn cây thuốc nha. Đây các bạn ạ, đây là một cây thuốc. Đây ở quê mình gọi là cái sau nhiều thứ lá. Đấy, cây sau sau ấy mà nó rất là nhiều thứ lá. Thì thường thường dân mình người ta có thấy là có những cây là đến 7 đến 9 thứ lá cơ. Nhưng mà cây này mình đã trồng chắc phải được mười mấy năm rồi đấy các bạn. Thì cây này nó chỉ được có tầm 3 đến 4 thứ lá thôi. Tí trực tiếp đây mình sẽ hái mà chỉ rõ cho các bạn xem lá như thế nào nhá. Đấy các bạn thấy không? Nên là rất là cao, cây này nó phải rơi về độ gần 20 mét. Đấy, cao rất 20, thì tầm gần 20 mét đấy các bạn ạ, rất là cao. Và cây này có rất là nhiều công dụng, thì theo người ta nói là rất là nhiều công dụng. Nhưng mà để làm thuốc thì nó rất là ít, nên người ta cũng chỉ dùng là để làm thang thôi. Mỗi một gói thuốc người ta cho vào 1 2 3 miếng cây của cái 1 2 3 miếng thuốc của cái cây này để vào làm thang thuốc kết hợp vào những cái thuốc kia. Thì nó thường thường là những cái cây này thường người ta dùng cho những cái bệnh đau nhức xương khớp này, rồi thì vôi hóa cột sống gì đó. Đại khái là như vậy. Thì mình không phải là chuyên về thầy lang nên mình chỉ biết là đây là một cây thuốc quý thôi, nên là mình đào về đây mình trồng. Và nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn biết nó là còn mà tồn tại được một loại cây nó lại kỳ lạ đến như vậy. Sau đây mình sẽ trèo lên và mình sẽ hái cho vặt xuống cho các bạn một cành lá để các bạn biết nhá. Đau quá các bạn. À. Đây còn có bụi dưới này. Mày có các bạn ạ. Đấy, mình vừa trèo lên cây và hái xuống
một ít cành đây. Sau đây mình sẽ chỉ rõ cho các bạn xem này. Đấy. Lá rất là thơm. Đây mình sẽ chỉ rõ cho các bạn. Đây là cái cành lá này. Đấy, ok. Và đây mình sẽ phân biệt cho các bạn nhá. Đây các bạn có thấy rất nhiều lá không? Đây này. Đấy, đây là lá. Đây là một lá rất dài này. Đấy, còn đây là một lá tròn này. Đấy. Và đây là một lá xẻ này. Đây, lá xẻ đây. Đây là một lá xẻ này. Đây cái lá ở đây các bạn. Đấy. Đây các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? À, đây là lá. Ở quê mình thì gọi đây là lá trẹo. Lá rất là dài. Lá trẹo. Và đây cái lá này, lá tròn. Thì quê mình gọi là lá nhội. Và đây là lá sau. Đấy, lá sau này nhưng mà nó không được chuẩn. Đây. Đây là lá sau. Lá sau sau. Nó phải có ba cạnh nhưng mà đây nó cũng nai nai rồi. Đó. Và cả lá sau nhưng mình không trèo được cao vì cây này chắc phải cao được 20 mét đấy các bạn. Rất là mệt. Đây đây các bạn ạ. À. Đây, đây là lá sau đây. Đấy. Đây là lá sau. Đây là lá trẹo. Và đây là lá nhội. Đấy. Đây. Cây này. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ok. Đấy các bạn có quan tâm đến video này. Các bạn hãy cho mình một chuông. Nhấn một like và comment ở bên dưới cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.